Danh ca Giao Linh tuyên bố một câu, xanh dờn, vệ tin đồn Phi Nhung còn sống, giả qua đời để sang Mỹ. Chỉ sau một tuần ông xã qua đời, danh ca Giao Linh đón nhận thêm tin buồn Phi Nhung ra đi. Nữ ca sĩ chua xót chia sẻ, tôi đau quặn, không biết phải nói lời nào để diễn tả nỗi đau của mình. Trung tâm Thúy Nga vừa qua tổ chức một buổi live stream với những khách mời quen thuộc của làng nhạc hải ngoại. Đáng chú ý, danh ca Giao Linh xuất hiện, cùng song ca với ca sĩ Mạnh Quỳnh thay cho Phi Nhung. Ca khúc họ hát vốn được dành cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, nhưng cuối cùng nó chỉ có thể là dự định bởi sự ra đi đột ngột của giọng ca, Bông Điên Điển. Bài hát trên có đoạn, viết trên thiệp hồng, nét chữ hoa cuối cùng, tên em vào được không? Danh ca Giao Linh sau khi hát xong nghẹn ngào chia sẻ, bây giờ có muốn viết tên Phi Nhung vào cũng không được nữa rồi. Nhắc đến Phi Nhung, danh ca Giao Linh lại thêm đau lòng. Bà cho biết đến bây giờ mình vẫn không thể tin được đối phương đã mất, không ngờ một con người tốt như thế lại bỏ tôi ra đi trong hoàn cảnh đau đớn, xót xa. Chỉ trong thời gian ngắn, danh ca Giao Linh phải chứng kiến sự ra đi liên tiếp của hai người mình thương yêu. Đây là cú sốc lớn, cũng là nỗi buồn đeo bám dai dẳng lấy bà nhiều tháng trời. Giao Linh tâm sự, chắc mọi người cũng biết, chồng tôi vừa mới mất. Chồng tôi vừa mất một tuần thì con gái nuôi Phi Nhung ra đi. Tôi đau quặn, không biết phải nói lời nào để diễn tả nỗi đau của mình. Người ta có một nỗi đau còn chịu không nổi, huống chi tôi cùng một lúc đón nhận hai nỗi đau. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết cầu nguyện cho chồng tôi và con gái nuôi Phi Nhung ra đi thanh thản. Nói đến đây Giao Linh lại nhớ thêm một người đồng nghiệp khác cũng đã rời xa mình được một năm là Chí Tài. Với bà, nam diễn viên là người rất hiền lành, tốt bụng. Vì thế nghe tin Chí Tài qua đời, Giao Linh cũng rất đau lòng. Tiếp lời Giao Linh, MC Ngọc Hân xúc động nhớ lại một năm đầy biến cố vừa qua. Sự ra đi liên tiếp của nhiều nghệ sĩ để lại không khí tang thương, sự mất mát đến tận bây giờ. Đó cũng là lý do Trung tâm Thúy Nga quyết định tổ chức những đêm nhạc trực tuyến. Họ hy vọng sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau của mọi người. Người đã mất không thể sống lại, chỉ cần chúng ta không quên họ thì họ sẽ vẫn ở đây, không đi đâu hết, MC Ngọc Hân nghẹn giọng nói. Thời điểm này khán giả quan tâm mọi tin tức về người đã khuất. Lợi dụng chuyện đó mà nhiều kẻ bắt đầu tung tin ác ý, làm ảnh hưởng đến tinh thần của khán giả. Ngọc Hân khuyến cáo mọi người nên biết chọn lọc tin tức, đừng để mình trở thành con mồi béo bở cho tin giả. Gần đây xuất hiện lời đồn Phi Nhung còn sống. Chỉ vợ qua đời để được sang Mỹ. Ngọc Hân cho biết mình rất bức xúc vì điều vô căn cứ này. Danh ca Giao Linh thì tuyên bố thẳng, tôi ước gì tin Phi Nhung còn sống là sự thật nhưng tiếc là không thể nào có chuyện đó. Trước đây con gái Phi Nhung cũng từng phải lên tiếng về tin đồn mẹ còn sống. Cô khẳng định đây là chuyện bịa đặt, không một ai rảnh rỗi tổ chức đám tang lớn như vậy cho người còn sống. Con gái làm một điều đặc biệt cho Phi Nhung tại ngôi nhà mà hai mẹ con thường xuyên ở mỗi dịp sang Mỹ. Đoạn clip mới đây của Wendy khi cô hé lộ dành tặng mẹ Phi Nhung một điều đặc biệt trong căn nhà chứa nhiều kỷ niệm của hai mẹ con. Vài giờ trước, trên kênh YouTube cá nhân, Wendy Phạm con gái ruột Phi Nhung đã chia sẻ đoạn clip cùng người thân trang trí Noel tại nhà ở Mỹ. Điều khiến người hâm mộ xúc động khi thấy bàn thờ của cố ca sĩ vẫn vô cùng ấm cúng. Con gái cùng mọi người trang trí cây thông lớn để gần bàn thờ mẹ. Những năm trước vào dịp Giáng sinh, Phi Nhung đều dành thời gian bay sang xứ sở cờ hoa để thăm con gái Wendy. Được biết, đây là ngôi nhà mà cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên ở cùng Wendy mỗi khi sang Mỹ thăm con gái. Hành động của Wendy khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi cô vẫn luôn nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Dù đã rời xa cõi đời được 2 tháng nhưng Wendy vẫn luôn thường xuyên nhắc về cố ca sĩ Phi Nhung. Nhiều người động viên an ủi cô có thể quên đi nỗi đau mất mát người thân, chắc hẳn cố ca sĩ cũng sẽ rất đau lòng nếu thấy con gái mình buồn rầu. Trước đó, trên trang cá nhân Wendy Phạm đã chia sẻ lại loạt khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên mẹ trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 2019. Cô bày tỏ nỗi lòng, 2 năm trước là lần cuối con đón mẹ tại sân bay, lần cuối con được nhìn thấy mẹ trên sân khấu, lần cuối con và mẹ có những bữa ăn bên nhau, lần cuối chúng ta ngủ chung giường, lần cuối con và mẹ cùng chụp những bức ảnh, lần cuối mẹ ôm và hôn con, lần cuối con được gặp mẹ. Bên cạnh đó, cô từng gây xúc động khi vừa đi du lịch về những lập tức cùng chồng và hai con đến chùa để thắp hương và tụng kinh cho mẹ bởi vài ngày qua, gia đình cô đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng và thư giãn mừng lễ tạ ơn tại Mỹ. Một thời gian không đến thăm mẹ khiến cô bứt rứt không yên. Cháu ngoại đầu của cố ca sĩ là bé Nathan rất hiểu chuyện khi phụ người lớn thắp hương và khấn vái trước bàn thờ người bà của mình. Trong khi đó, cháu ngoại thứ hai là bé Nikolai với khuôn mặt ngây thơ và kháu khỉnh chỉ biết tròn xoe mắt nhìn mọi người và tay ôm bàn thờ của bà ngoại không rời.
Dù cố ca sĩ Phi Nhung đã mất được một thời gian nhưng những người thân trong gia đình cô vẫn luôn nhớ đến hình ảnh cố ca sĩ. Thời gian qua, con gái ruột của Phi Nhung Wendy Phạm thường xuyên live stream trò chuyện cùng khán giả, giải đáp những thắc mắc và giao lưu cùng khán giả. Danh ca Giao Linh tuyên bố một câu, xanh dờn, vệ tin đồn Phi Nhung còn sống, giả qua đời để sang Mỹ. Chỉ sau một tuần ông xã qua đời, danh ca Giao Linh đón nhận thêm tin buồn Phi Nhung ra đi. Nữ ca sĩ chua xót chia sẻ, tôi đau quặn, không biết phải nói lời nào để diễn tả nỗi đau của mình. Trung tâm Thúy Nga vừa qua tổ chức một buổi live stream với những khách mời quen thuộc của làng nhạc hải ngoại. Đáng chú ý, danh ca Giao Linh xuất hiện, cùng song ca với ca sĩ Mạnh Quỳnh thay cho Phi Nhung. Ca khúc họ hát vốn được dành cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, nhưng cuối cùng nó chỉ có thể là dự định bởi sự ra đi đột ngột của giọng ca, Bông Điên Điển. Bài hát trên có đoạn, viết trên thiệp hồng, nét chữ hoa cuối cùng, tên em vào được không? Danh ca Giao Linh sau khi hát xong nghẹn ngào chia sẻ, bây giờ có muốn viết tên Phi Nhung vào cũng không được nữa rồi. Nhắc đến Phi Nhung, danh ca Giao Linh lại thêm đau lòng. Bà cho biết đến bây giờ mình vẫn không thể tin được đối phương đã mất, không ngờ một con người tốt như thế lại bỏ tôi ra đi trong hoàn cảnh đau đớn, xót xa. Chỉ trong thời gian ngắn, danh ca Giao Linh phải chứng kiến sự ra đi liên tiếp của hai người mình thương yêu. Đây là cú sốc lớn, cũng là nỗi buồn đeo bám dai dẳng lấy bà nhiều tháng trời. Giao Linh tâm sự, chắc mọi người cũng biết, chồng tôi vừa mới mất. Chồng tôi vừa mất một tuần thì con gái nuôi Phi Nhung ra đi. Tôi đau quặn, không biết phải nói lời nào để diễn tả nỗi đau của mình. Người ta có một nỗi đau còn chịu không nổi, huống chi tôi cùng một lúc đón nhận hai nỗi đau. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết cầu nguyện cho chồng tôi và con gái nuôi Phi Nhung ra đi thanh thản. Nói đến đây Giao Linh lại nhớ thêm một người đồng nghiệp khác cũng đã rời xa mình được một năm là Chí Tài. Với bà, nam diễn viên là người rất hiền lành, tốt bụng. Vì thế nghe tin Chí Tài qua đời, Giao Linh cũng rất đau lòng. Tiếp lời Giao Linh, MC Ngọc Hân xúc động nhớ lại một năm đầy biến cố vừa qua. Sự ra đi liên tiếp của nhiều nghệ sĩ để lại không khí tang thương, sự mất mát đến tận bây giờ. Đó cũng là lý do Trung tâm Thúy Nga quyết định tổ chức những đêm nhạc trực tuyến. Họ hy vọng sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau của mọi người. Người đã mất không thể sống lại. Chỉ cần chúng ta không quên họ thì họ sẽ vẫn ở đây, không đi đâu hết, MC Ngọc Hân nghẹn giọng nói. Thời điểm này khán giả quan tâm mọi tin tức về người đã khuất. Lợi dụng chuyện đó mà nhiều kẻ bắt đầu tung tin ác ý, làm ảnh hưởng đến tinh thần của khán giả. Ngọc Hân khuyến cáo mọi người nên biết chọn lọc tin tức, đừng để mình trở thành con mồi béo bở cho tin giả. Gần đây xuất hiện lời đồn Phi Nhung còn sống, chỉ vờ qua đời để được sang Mỹ. Ngọc Hân cho biết mình rất bức xúc vì điều vô căn cứ này. Danh ca Giao Linh thì tuyên bố thẳng, tôi ước gì tin Phi Nhung còn sống là sự thật nhưng tiếc là không thể nào có chuyện đó. Trước đây con gái Phi Nhung cũng từng phải lên tiếng về tin đồn mẹ còn sống. Cô khẳng định đây là chuyện bịa đặt, không một ai rảnh rỗi tổ chức đám tang lớn như vậy cho người còn sống.